Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Mọi người nhá, hôm nay mình sẽ làm cái clip cuối cùng trong cái series về hướng dẫn xây dựng toàn diện Thiên Long Phái. Nói như thế không có nghĩa là mình không làm tiếp về Thiên Long, mà ngược lại là mình sẽ còn làm rất nhiều những cái clip phía sau về Thiên Long nhá. Mình muốn đẩy sâu hơn cho các bạn hiểu, và những cái clip đấy sẽ rất là đặc biệt. Thậm chí nó sẽ giúp ích cho các bạn hơn rất nhiều so với cả những cái clip mà mình từng làm trước đây. Những cái bí mật, những cái ưu nhược điểm hay những cái sự thật về Thiên Long mà các bạn có thể chưa từng bao giờ nghe sẽ được mình tiết lộ và nói rõ ràng trong những cái clip đấy. Sẽ giúp cho các bạn PK với các phái khác nhẹ nhàng và dễ thở hơn rất nhiều. Nên các bạn cố gắng là chú ý theo dõi kênh của mình nhé. Mình sẽ cố gắng làm nhanh hơn những cái clip phía sau đấy để cho các bạn không phải chờ lâu. Ok, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ngay vào cái phần clip này. Ở clip này thì mình sẽ nói về kinh mạch, một vũ khí bí mật mà Thiên Long mới ra gần đây. Về phần kinh mạch thì các bạn nhìn thấy ở đây là có 8 luồng kinh mạch: đại mạch, xung mạch, đốc mạch, nhâm mạch, âm khiêu, dương khiêu, âm duy và dương duy. Mỗi một luồng kinh mạch này các bạn sẽ được lắp một vị anh hùng. Vậy câu hỏi đặt ra là mình sẽ nên lắp vị anh hùng nào? Thì lắp vị anh hùng nào ấy thì nó sẽ ghi cái cộng điểm gì đó của vị anh hùng đó ở phía trên đầu này. Thì các bạn nhìn cho mình, nên ưu tiên những vị anh hùng nào mà cộng thuộc tính nhé. Ví dụ như là với Thiên Long thì các anh hùng cộng thuộc tính thì tất cả đều sẽ là cộng tất cả thuộc tính. Thế còn các cái phái khác thì họ sẽ cộng cái thuộc tính mà họ đi theo. Ví dụ như là cái bang thì độc, tiêu dao thì hỏa chẳng hạn. Thiên Long thì cộng tất cả các thuộc tính. Thì những vị anh hùng mà cộng tất cả thuộc tính thì gồm có Đoàn Dự này, Đoàn Tiên Khánh này, Lý Thu Thủy này. Đấy là những cái vị anh hùng mà mình nhớ được là họ sẽ cộng những vị anh hùng cam và tím. Thế còn lam thì có Mộc Uyển Thanh, đây Mộc Uyển Thanh. Còn lục thì mình nghĩ là không nên dùng, vì lục cộng cái điểm chỉ số nó ít lắm, thấp nhất là lam thôi. Tại sao là lam thì tí nữa mình sẽ nói rõ cho các bạn. Ở đây có những cái mục này, thứ nhất là phần đổi này, các bạn có thể đổi được anh hùng mà các bạn muốn lắp. Thứ hai là phần bồi dưỡng. Nó có cái phần tấn công, phòng thủ, đấu trí, vị trí. Trong những cái mục này nó có một cái mũi tên xoay xoay này, các bạn ấn vào thì nó sẽ cho là mình đổi được các cái option ở trong đấy, những cái thuộc tính ở trong đấy. Ví dụ như là ở về phần tấn công này thì gồm có băng, hỏa, viện độc và tất cả các thuộc tính. Thì nếu chơi Thiên Long thì các bạn có thể chọn tất cả các thuộc tính này, nhưng mà nếu bạn đi một thuộc tính ấy hoặc hai thuộc tính ấy, theo mình là không cần thiết phải chọn cái dòng tất cả các thuộc tính này, trừ khi các bạn giảm kháng cả bốn thuộc tính. Như mình không giảm kháng hỏa thì nếu chọn cái tất cả thuộc tính này nó sẽ hơi thiệt hơn một chút, vì sẽ bị mất cái đêm hỏa công đi. Mà bạn biết rằng là lúc nào
cái tất cả thuộc tính thì nó cũng chia ra nhiều hơn nhiều so với cả cái một thuộc tính. Ví dụ như ở đây nhá, độc công ở đây bạn thấy là cộng 70 này, đây cộng 139 này. Ví dụ độc công của 139 điểm mà mình nâng bằng quả tiềm năng này lên là độc công 139, nhưng nếu các bạn để tất cả các thuộc tính ấy thì nó sẽ giảm hơn rất nhiều, nó chỉ còn lại độ khoảng hơn một phần tư thì nó sẽ ít hơn rất nhiều so với cả bạn để một thuộc tính. Nhưng mà lúc đấy các bạn sẽ được cộng thêm các thuộc tính khác, nhưng vấn đề là nếu mình không có cái giảm kháng hỏa ấy, mà nó lại cộng vào cái điểm thuộc tính và cái hỏa công thì nhiều lúc nó cũng hơi phí. Nên là nếu bạn đi thuần thuộc tính thì mình nghĩ là nên 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 đi một thuộc tính thì hơn. Đấy. Như mình giảm kháng là 3 thuộc tính, độc, băng, huyền nhưng không có hỏa, nên là mình vẫn chọn là độc công. Đấy. Thứ hai là về phần phòng thủ, ở đây có thể lực ngoại phòng, nội phòng và khí lực. Khí lực thì chắc chắn là không chọn rồi, chỉ có thể lực, nội phòng, ngoại phòng thôi. Ba cái này các bạn có thể cân nhắc, đa phần thì mọi người sẽ chọn thể lực. Nhưng mình thấy ngoại phòng với nội phòng nhiều lúc nó cũng rất hiệu quả đấy, không phải không đâu. Vì cái thể lực ở trong cái game này này nó không giống trên PC đâu. Trên PC thì thể lực nó cộng ngoại phòng, chứ cái game mobile này cái thể lực nó không cộng ngoại phòng, nên là thể lực nó chỉ cộng máu thôi. Mình nhớ là vậy, nó chỉ cộng máu thôi. Thì cái ngoại phòng cái nội phòng này bạn cũng cân nhắc xem là nếu mà bạn đánh với phái ngoại phòng ngoại công cao ấy thì bạn nên chọn ngoại phòng, còn bạn đánh với phái nội công cao thì bạn nên chọn là nội phòng. Đấy, ba cái này bạn cân nhắc xem. Nếu bạn muốn đánh chung chung tất cả các phái thì các bạn chọn thể lực cho mình. Phần đấu trí, sức mạnh nội lực của chính xác. Thì nếu như bạn nhiều chính xác rồi ấy, thì bạn có thể chuyển sang sức mạnh nội lực. Nhưng mà nếu bạn thiếu chính xác, như cái account của mình rất là thiếu chính xác, thì mình sẽ ưu tiên chọn chính xác. Chính xác rất là quan trọng, nên là bạn phải tùy thuộc cái xây dựng nhân vật này, nó tùy thuộc vào tổng hợp của rất nhiều cái, không có một cái nào là chung cho một cái nào cả. Ví dụ bạn cái ơ cao của bạn rất là nhiều, bạn AF full ngọc chính xác chẳng hạn, mà mình lại bảo là bạn hoặc là full ngọc chính xác là phụ thể bạn full chính xác chẳng hạn, mà mình lại bảo là bạn lắp chính xác thì nó lại thừa ra, nó phí. Thì lúc đấy bạn chuyển sang sức mạnh của nội lực thì nó sẽ hay hơn. Nên là cái xây dựng nhân vật này là nó còn phụ thuộc vào tổng hòa của cái ơ cao của bạn nó như thế nào thì mới nói rõ được, chứ không thể nào nói chung chung là bạn nên ép cái này, bạn nên ép cái kia được. Bạn hiểu ý, các bạn hiểu ý mình không? Đấy, nên là thông thường các bạn sẽ chọn chính xác cho mình, nhưng nếu ơ cao của bạn dư chính xác rồi thì bạn chọn sức mạnh bằng nội lực. Bạn đừng coi thường cái sức mạnh bằng nội lực này. Ở cái con pet ấy, bạn ép cái tá lực ấy với cái ngưng thần ấy là tăng sức mạnh và tăng nội lực ấy. Bạn cứ ép thử cái đấy vào và bạn bỏ cái đấy ra, bạn sẽ thấy là con pet của bạn bạn sẽ thấy là cái sức tấn công của bạn nó tăng lên như thế nào. Nên là cái sức mạnh và nội lực này không phải là vô nghĩa đâu các bạn ạ. Nó cũng không phải là vô nghĩa đâu. Nên là các bạn cân nhắc giữa ba cái này cho mình. Về phần ý chí, trí lực, né tránh và thân pháp, thì cái này thì các bạn ưu tiên thân pháp cho mình nhé. Thân pháp cho mình, vì thân pháp nó cộng cả chính xác, né tránh, chí mạng và kháng chí mạng. Trừ bạn nào đi full né toàn bộ từ ngọc đến phụ thể thì các bạn mới nên chơi né tránh ở đây. Mình cũng rất thích các cái bạn nào mà chơi theo kiểu nó hơi cực đoan một chút, nghĩa là full toàn bộ một cái gì đấy.
mình không rõ là cái hiệu quả nó có quá có được như cái mọi các bạn ấy mong đợi không, nhưng mà nó cũng là một cái trải nghiệm, một cái thử nghiệm, phải thử nghiệm thì mới biết được. Nên nếu các bạn đi full né tránh tất cả mọi thứ thì các bạn ở đây các bạn cũng mạnh dạn chọn né tránh cho mình, mạnh dạn chọn né tránh cho mình, không có gì phải ngại cả. Còn các bạn thông thường khác như mình thì mình cũng sẽ chọn thân pháp nhé. Đó. Về đấy là về phần bồi dưỡng là xong này. Đoạt bảo này thì gồm có các cái chìa khóa ở đây để quay thế này. Thì mình cảm thấy là khi bạn tích đủ 10 cái ấy, hay 20 cái ấy, bạn rút nó sẽ ra được cái tỷ lệ là cái đồ tím đồ cam nhiều hơn, mình cảm giác thế, nó ngon hơn. Điển hình là các bạn có nghĩ là cái trang bị dành cho anh hùng ấy, dành riêng cho anh hùng ấy có rút được ở trong cái chìa khóa này không? Mình nghĩ là rất nhiều bạn sẽ nghĩ là không rút được. Mình cũng đã từng nghĩ như vậy. Mình nghĩ là chỉ có thể mua bằng bách luyện tinh hoa mới có thể mua được. Nhưng mà mình đã nhầm khi mà ngay trong sáng nay. Đây, ngay trong sáng nay thì mình đã rút ra được cái này bằng chìa khóa. Các bạn thấy đây, Tuyết La Diệu Xa dành cho anh hùng Lý Thủy Thu Thủy. Sáng nay mình đã rút rút được cái này bằng bằng chìa khóa đấy, chứ không phải mua bằng bách luyện tinh hoa đâu. Mà bạn biết là cái bách luyện tinh hoa mua cái này thì cái trang bị vừa rồi là không hề rẻ chút nào. Đây. Nó là 4.800. Đây này, nó là ở phần này này. Đây này, cái Tuyết La Diệu Xa này này. Đây này, 4.800 bách luyện tinh hoa. Thế mà mình cũng rút được một chìa khóa. Tất nhiên là mình rút như vậy thôi chứ cũng chẳng biết bao giờ mình mới có thể dùng được cái món đồ này. Nhưng mà ý mình muốn nói là kể cả bạn rút bằng chìa khóa, bạn vẫn có khả năng ra được cái bảo vật dành riêng cho anh hùng, mặc dù xác suất rất là thấp. Còn gì nữa nhỉ? À đây, bạn có thấy bốn cái ô con ở phía trên này không? Các bạn ấn vào thì nó sẽ ra hai phần là tiệm kinh mạch và đoạn bảo. Bạn đến cái tiệm kinh mạch này cho mình thì bạn sẽ thấy là trang bị cam ấy, bạn để ý nhá, trang bị cam này ở đây dành cho Tiêu Biện, Viễn Sơn, Cưu Ma Chí này, Mộ Dung Phục, Mộ Dung Bác này, Kiều Phong này, Đinh Xuân Thu Hoa Tử này. Bạn để ý là gì? Bạn ý là anh hùng, cái trang bị cam này dành cho anh hùng cam và anh hùng tím, nghĩa là chỉ có anh hùng cam và anh hùng tím mới dùng được cái trang bị cam. Thế còn cái trang bị tím này này thì các bạn thấy là Ngạc Thần này, Vương Phu Nhân, Nguyễn Tinh Trúc, Chu Đan Thần này. Các bạn ý đây là gì? Trang bị tím nó dùng được cả 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 anh hùng ca à cả anh hùng tím và anh hùng lam. À nhầm, cả mình nói nhầm, sorry. Cái trang bị tím này nó dùng cho anh hùng lam và anh hùng lục. Có anh hùng lục không nhỉ? Để mình xem có anh hùng lục. Ví dụ ông Chu Đan Thần này, Cổ Đốc Thành Phong Ba Ác này chắc chắn là lục rồi. Đúng rồi. Đây, Chu Đan Thần cũng là lục nhá các bạn nhé. Nghĩa là cái cái trang bị tím ấy thì nó dùng cho anh hùng lam và anh hùng lục. Vậy vậy điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là nếu bạn cảm giác thấy cái sức của bạn rất là low hoặc là mấy bạn rất là nản để có thể lên được cái trang bị cam này này, để lên được cái để mặc được trang bị cam ấy, vì bạn biết rằng để lên được cái trang bị cam thì các bạn phải dùng cái quả tiềm năng này bạn nâng. Mà bạn biết là đây, ở đây là cái đồ tím ở cái phần tấn công này này là 139 thì bạn sẽ được
139 điểm ở đây thì bạn sẽ được đồ sẽ được dòng tím này, bạn sẽ mặc được đồ tím, và để mặc được đồ cam thì bạn cần có 209 điểm. Mà bạn biết là về sau, càng về sau cái quả tiềm năng này càng cần nhiều. Như ở đây mình nhìn mấy đây nhỉ? 6/6 à. Đồ tím này thì phải dùng 6 quả bắt đầu nâng lên được, và càng đến về sau nó lên đến 8 quả. Nó có lên dần ấy thì sẽ rất tốn quả tiềm năng này và rất lâu lên được. Nếu các bạn nào mà cảm thấy là nó quá lâu lên thì các bạn có thể dùng anh hùng lam để mặc được đồ tím cho nó dễ nhé. Bạn biết rằng là đây, ví dụ như là đây, tôi độc tiễn này dành cho anh hùng Mộc Quyền Thanh Du Hàn Chia này. Nếu bạn dùng Mộc Quyền Thanh nó cũng cộng tất cả thuộc tính các bạn, và nó là anh hùng lam nhưng mà sẽ dùng được trang bị tím. Đấy, mà bạn biết rằng nếu mà dùng cái trang bị anh hùng mà nó đúng cho anh hùng ấy thì nó tăng điểm rất là nhiều so với các bạn dùng các cái vũ khí mà các cái đồ mà không phải dành cho anh hùng. Đấy, thì các bạn cứ ước lượng xem là cái sức của bạn có lên nổi không. Nhưng để nếu để xác định chơi lâu dài ấy, nếu để xác định trên lơi chơi lâu dài thì mình nghĩ là các bạn vẫn nên là cứ để dành cái bách luyện tinh hoa này mà mua được cái đồ cam này. À đây, cái đồ tím này mình muốn nói là cái bách luyện tinh hoa này, để mua được cái đồ tím này đây, thì nó cũng không quá khó. Mình nhìn, như các bạn nhìn thấy ở đây là của mình là 889 điểm rồi, sắp mua được cái món đồ tím rồi. Nhưng mà để lên cái món cam này này, nó là thấp nhất là 2.400, cao nhất là 4.800 cái bách luyện tinh hoa này cơ. Ngoài cái quả tiềm năng ra thì còn phải cần cái bách luyện tinh hoa này mới mua được cái món đồ cam này. Đấy, thì bạn cứ ước lượng xem. Theo mình thì nếu để chơi lâu dài thì bạn vẫn nên để dành cho đến khi nào mặc được đồ cam thì dùng anh hùng cam. Đấy là theo ý kiến của mình nhá, theo ý kiến riêng của mình nhá. Còn nếu các bạn là muốn mạnh nhanh ấy, mạnh ngay lập tức ấy, thì các bạn cứ dùng anh hùng lam để dùng trang bị tím cũng được, thì nó mạnh nhanh. Chứ còn mấy ông mà chơi trang bị cam ấy phải chờ đợi cho lâu. Lúc mà trong cái lúc chờ đợi thì đã bị mấy cái ông dùng trang bị tím này đánh cho SML rồi. Đó, phần anh hùng, phần kinh mạch tổng hợp nó là như vậy. Tiếp theo đến cái phần kỹ năng kinh mạch. Kỹ năng kinh mạch nó gồm có hai phần: càn nguyên và khôn nguyên. Mình nói về phần khôn nguyên trước. Phần khôn nguyên này là gì? Phần khôn nguyên là cái này. Phần khôn nguyên là nếu cái như ở Thiên Long thì có cái mục xuất thần này, các bạn để ý cho mình này. Nếu cấp xuất thần cao hơn cấp nhập định mục tiêu, mỗi hơn cấp có thể tăng 2% phong ấn tối qua, tối đa không quá 50%. Đấy, nếu mà đối thủ của bạn mà họ nhập định ở bên càn nguyên này, nhập định của họ level thấp hơn bạn thì bạn sẽ được tăng 2% thời gian phong ấn. Cứ hơn một cấp thì bạn sẽ được tăng 2%. Thì cái ở phần khôn nguyên này thì các bạn tập trung nâng cái xuất thần cho mình nhé. Còn ba cái còn lại là phong huyệt, với cả choáng, định thân, tản công, mù các thứ này, thì cái này thì nó không, Thiên Long không dùng. Có cái định thân tản công này thì Thiên Long cũng có hai cái anh hùng chỉ điểm đấy, nhưng mà theo mình là cứ nên tập trung vào cái xuất thần này đã, vì cái xuất thần này nó là cái kỹ năng, cái phong ấn là cái chính của Thiên Long hơn. Nên các bạn được tập trung vào xuất thần cho mình, cứ nâng cao nhất có thể trong khả năng của các bạn. Đấy, bên khôn nguyên thì chỉ có vậy thôi. Còn bên càn nguyên này thì các bạn đánh cái phái nào thì các bạn nâng cái phái đó. Ví dụ các bạn muốn đánh với cả Nga Mi chẳng hạn thì bạn tăng cấp cái minh mục này lên. Nếu cấp minh mục này mà cao hơn cái cấp bế nhật của mục tiêu thì cứ hơn một cấp thì bạn giảm 2% thời gian phong mù.
Đấy. Nếu bạn không nâng cái minh mục này lên ấy, ví dụ đánh anh Ami chẳng hạn, mà họ nâng cái bên khôn nguyên này của nó, là họ nâng cái bế nhật này của họ lên ấy, thì họ sẽ tăng thời gian mù của họ lên với bạn rất nhiều, và lúc đấy là khả năng thắng Ami là gần như là rất là thấp, vì vì khi mà họ mù lâu ấy thì họ bơm máu sẽ nhiều. Nên nếu để đánh với Ngami này thì các bạn nâng minh mục lên, đánh với cả minh giáo hay thiên sơn thì các bạn nâng canh thể này lên. Canh thể này thì nâng lên thì các bạn sẽ giảm được cái thời gian của phong huyệt, hay ít ra thì nếu các bạn bằng người ta thì các bạn không bị phong huyệt lâu hơn. Chứ bây giờ mà thiên sơn, bản thân thiên sơn bây giờ chưa chưa cần cái mấy cái kỹ năng kinh mạch này, họ đã đánh rất mạnh mà lại còn tăng thêm thời gian phong huyệt nữa thì làm sao chịu nổi. Cố nguyên này thì thời gian định cân là thân và giản công thì dùng để đánh với cả cái bang này, tiêu dao này. Đấy. Thế còn cái nhập định này thì dùng để đánh với chính phái thiên long. Nếu các bạn nào tập trung vào đấu môn phái thì tăng cái nhập định này lên, tập trung vào tăng cái tầm nhập định này lên. Vậy làm thế nào để tăng cấp cho những cái kỹ năng này? Thì các bạn đọc ở đây, cái phần dấu ở đây nhé, ở đây nó có cái dấu chấm hỏi, các bạn ấn vào đây, nó sẽ ghi hết cho các bạn. Đấy. Nó sẽ ghi là dùng nguyên thần đơn này, sẽ nhận điểm kỹ năng kinh mạch này. Đấy. Và cái điểm kỹ năng kinh mạch này khi tốn sẽ giúp kỹ năng kinh mạch tăng một cấp. Và nguyên thần đơn ấy thì các bạn nhận ở đâu? Các bạn nhận ở cái phần thí luyện anh hùng ấy, tầng 203 đến tầng 300. Khi bạn đạt 1.042.000 lực chiến thì các bạn sẽ có được cái nguyên thần đơn này. Đó là phần đấy, nếu mà muốn tăng kỹ năng, tăng cái kỹ năng này lên thì bạn dùng nguyên thần đơn thì nhận như vậy. Thế còn phần tạo mới ở đây, dùng một viên giác lộ tạo mới điểm cộng kỹ năng kinh mạch. Cái viên giác lộ này thì bạn ở đây mình thấy là cách nhận là chỉ có thể mua trong cửa hàng thôi, 300 kim nguyên bảo phần cửa hàng. Đấy, chứ không phải kim nguyên bảo khóa nhé, 300 kim nguyên bảo chỉ có thể mua bằng 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 tiền thật, nói là tiền thật cho nó nhanh, 300 kim nguyên bảo. À không, nếu mà kim nguyên bảo mình không rõ là kim nguyên bảo dự trữ, các bạn cũng mình nghĩ là kim nguyên bảo dự trữ có thể mua được đấy, có thể mua được cái viên giác lộ này. Phần kinh mạch thì có lẽ là chỉ vậy thôi. Đáng lẽ là mình không định làm về cái phần kinh mạch này, mà hôm nay mình sẽ định làm một cái clip đặc biệt cho anh em. Nhưng mà thôi, để lần sau mình làm nốt cái kinh mạch này cho nó trọn vẹn đã. Vì sao? Vì cái kinh mạch này này mình nghĩ là nó cũng không phức tạp quá, và mọi người thì ai cũng hiểu được và làm cũng giống giống nhau, nên mình cũng không không định định làm cái clip này, nhưng mà tôi làm cho nó đủ. Ở những clip sau ấy mình sẽ làm về cái phần nó gọi là những cái sự thật về Thiên Long mà các bạn chưa biết, hoặc là các bạn biết rồi nhưng mà các bạn hiểu sai. Các bạn sẽ rất là bất ngờ nếu mà mình nói về những cái điều đấy. Mình chỉ đơn giản nói một ý thôi. Các bạn thường là các bạn nói là Thiên Long dành cho nhà giàu đúng không? Nhưng mình lại nói ngược lại là Thiên Long là phái dành cho nhà nghèo. Tại sao là phải thành ra thằng nghèo thì mình sẽ bật mí ở trong những cái mình sẽ nói rõ ở trong cái video tiếp theo. Đấy chỉ là một trong những cái sự thật trong rất nhiều sự thật mà mình sẽ muốn nói cho các bạn về phái Thiên Long, một cái phái mà có thể nói là phức tạp nhất trong hệ thống phái hiện nay ở game Thiên Long Mobile này. Ok. Vậy là hết clip này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình sẽ cố gắng nhanh chóng làm cái clip tiếp theo. Các bạn
nhớ đăng ký kênh và like hay comment giúp mình để ủng hộ mình ra thêm clip mới nhé. Cảm ơn các bạn.